Hello mọi người, lại là Thanh đây. Hôm nay Thanh sẽ làm một cái clip mà review thì tắt review thì ít mà chắc nhắc nhở thì nhiều. Là nhắc nhở mọi người là hôm nay là còn lúc mà Thanh quay cái clip này là còn chỉ có hai cái chủ nhật nữa thôi, là Tết tới nơi rồi mọi người ơi. Nên chỉ còn khoảng tối đa là một tuần lễ nữa thôi là để mà mình có thể mà order những cái sản phẩm mà nếu Thanh không có. Mọi người nếu muốn order sản phẩm gì thì hãy mà nhắn liền cho Thanh để mà Thanh gom về cho mọi người nha. Với lại Thanh sẽ nhắc nhở mọi người, Thanh đã để những cái sản phẩm đi nhắc nhở ở đây cho mọi người. Thì lát sau Thanh sẽ nói cái này. Còn bây giờ thì Thanh nói những cái sản phẩm mà Thanh đang cầm trên tay hôm nay Thanh review nha. Đưa gần lại cho mọi người coi. Chắc mọi người cũng không xa lạ gì với dầu cá, tại vì trên kênh YouTube của Thanh thì Thanh làm rất nhiều sản phẩm dầu cá rồi. Thì đây là một cái sản phẩm dầu cá của Nestle. Nestle này thì có nói chung là dầu cá của Nestle thì mọi người hay quen với loại là 1000mg và một loại là 1500mg. Thì hai loại này chang nhau Thanh. Quên nữa, nhìn gì nữa là cái 1500 chưa có về. Chỉ xe tay chỉ có 1000 thôi, thì hai loại y chang nhau, cũng cùng là 200 viên. Cái hộp to cũng na ná nhau. Nhưng mà cái khác mỗi cái chữ là 1000 thì thành 1500 thôi. Thì nếu mà bạn nào mà muốn sử dụng cái viên nhiều á thì là sử dụng cái viên 1500, còn bạn nào muốn sử dụng ít á thì dùng cái viên 1000 này thôi là cũng ok. Tùy theo mà cái mục đích sử dụng của mình thì mình sẽ mà mua những cái mà hàm lượng khác nhau để mình sử dụng. Nhưng mà theo recommend của Thanh thì mình thấy xài cái sử dụng cái loại 1000 này cũng khá ok, cũng dễ kết hợp. Một cơ thể một người trưởng thành nếu mà muốn bổ sung cái omega 3 này để tốt cho khoa mắt và xương khớp đồ ấy, để mà giảm cholesterol xấu trong cơ thể đó, thì mình có thể sử dụng cái 1000 này. Một ngày mình dùng từ 2 tới 3 viên, hoặc là mình dùng một cái viên 1500 thì mình sẽ dùng từ 1 tới 2 viên là mình sẽ có một ngày là tại hơn 1000 hoặc tới 3000mg rồi. Thì tùy theo nhu cầu mọi người sử dụng, hoặc là mọi người muốn kết hợp với lại những cái sản phẩm nào thì mọi người có thể mà nói cho Thanh biết để mà Thanh tư vấn cho mọi người kỹ hơn, tùy theo mà mọi người đang sử dụng với những cái sản phẩm nào. Thì cái dầu cá thì như Thanh nói trước đây rất rất nhiều clip rồi, là dầu cá nó sẽ có những cái tác dụng đặc biệt, như là tốt, đầu tiên làm sẽ là tốt cho mắt, hỗ trợ cho mình đỡ mỏi mắt, đỡ khô mắt, đặc biệt là khô mắt mọi người. Có rất rất nhiều cái feedback tốt, và ngay cả chính bản thân Thanh một cái thời gian dài mà Thanh tiếp xúc nhiều với màn hình, Thanh làm đơn rồi Thanh ôm điện thoại nhiều rồi ấy, thì mắt mình nó rất là khô, rất là ngứa. Lúc đó Thanh còn nghĩ chết rồi, kỳ này đẻ rồi, mắt xuống cấp nặng nề rồi. Quên, mình bán nhưng mình vẫn quên. Nhưng tới lúc mà mình nhớ ra để mình sử dụng thì mình rất là ok, rất tốt. Nó giảm cái khô mắt rất là nhiều luôn. Cái khô mắt, cái ngứa mắt mọi người thường mà hay mà kiểu mà khó chịu mắt á, mình hay dụi mắt xong rồi mình cảm giác là có cái gì đó nó rớt vô mắt hay gì, nó cứ khó chịu ngày này qua ngày khác, thì Thanh nói mình nên đi khám hoặc là mình nên sử dụng. Thật ra sử dụng những cái thực phẩm chức năng khác á thì cái hiệu quả của nó sẽ chậm hơn của cái omega 3 rất nhiều. Khi mà mình sử dụng omega 3 thì tầm từ 3 ngày đi là đã có sự khác biệt vậy. Tầm một tuần trở đi là mình sẽ thấy con mắt mình nó sẽ khỏe lại rất rất nhiều luôn. Đặc biệt cái những người mà sử dụng với lại màn hình máy tính nhiều, sử dụng điện thoại nhiều, thì khi mà sử dụng dầu cá vô là mọi người sẽ thấy là cái sự khác biệt cực kỳ nhiều. Và đặc biệt là người lớn trong nhà Thanh, ông bà bên nội bên ngoại đồ, các ông các bà thì rất thích dầu cá, hầu như người nào cũng có dầu cá. Tại vì khi lớn tuổi rồi đó, con mắt dễ bị khô hơn người trẻ rất là nhiều luôn. Con mắt nó dễ bị khô, bị mỏi, bị mệt, mà người lớn hay gọi là tèm nhèm đó mọi người. Nó sẽ giảm cái hạn chế tối đa cái chuyện mà tèm nhèm, khó chịu ở cặp mắt. Thì cái dầu cá này rất là tốt. Và thường thì cái dầu cá này á, nó còn có một công dụng nữa là rất phù hợp cho người già, đó là nó hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp, viêm xương khớp dạng nhẹ. Như là khi ông bà của mình mà bị viêm khớp, bị đau khớp thì cái dầu cá này nó hỗ trợ rất là tốt trong cái mà điều trị viêm xương khớp.
Đặc biệt nữa là người lớn tuổi thì thường hay bị là cholesterol cao nè, đặc biệt là những người mà bị bệnh thêm bệnh tim mạch nữa, thì cái dầu cá này nó hỗ trợ cả về bệnh tim mạch, về bệnh cholesterol nữa. Nói thì nó rất là đa đa dạng phong phú cái công dụng cái dầu cá này, giống như mà các chị kem trộn hay quảng cáo kem trộn là rất nhiều tính năng đó. Thì cái dầu cá này thực sự cái chất omega 3 trong đây rất rất là tốt luôn. Không phải là Thanh nói cái hãng này hãng nào cũng được, miễn nó là dầu cá sạch, dầu cá thiên nhiên, loại tốt, loại chất lượng, hàng mua được hàng chuẩn thì nó sẽ rất tốt cho mắt. Và đặc biệt nữa Thanh nói là nếu mà nói về dầu cá tốt thì dầu cá của Úc là loại dầu cá tốt nhất. Những thực phẩm chức năng khác Thanh không nói, Thanh chỉ nói riêng về cái dầu cá. Thì dầu cá của Úc là dầu cá lấy từ vùng biển Alaska. Cái vùng biển rất là tốt để mà cho ra cái dầu cá tốt, thì cái omega 3 của Úc là tốt nhất. Và Thanh thấy là tùy theo mình thích hãng nào thôi. Giống như bên Thanh là có hãng bán hãng Blackmore nè, Healthy Care rồi Nature Way như Thanh đang cầm đấy, thì mình thích cái hãng nào thì mình sẽ mua của hãng đó thôi. Chứ mà Thanh thấy là chỉ cần là cái của Úc thì cái dầu cá của Úc thì xài rất là ok, nhà Thanh xài loạn xạ lên luôn, lúc thì xài Healthy Care, lúc thì xài Blackmore. Nói chung là khi nào hết thì ở nhà có cái nào sẽ khui cái đó ra xài, chứ cũng không có mà lựa hãng nữa đó. Thì cứ xài tới thôi. Thì nhà Thanh thì khi mà thấy được cái hiệu quả của cái dầu cá này thì hiện tại nhà Thanh là ai cũng có xài, kể cả Chubby mới 3 tuổi cũng xài, nhưng mà không phải xài loại này. Thanh cho Chubby xài loại của em bé. Một lát nữa khi mà sửa lại clip Thanh sẽ cho mọi người coi cái hộp ở đây. Thật ra chắc phải mấy hộp, Thanh cho Chubby xài tới mấy loại lận, là cũng có loại của Nature Way, là loại kẹo dẻo, rồi loại của Blackmore, loại mới, loại cũ. Nói chung là ngay cả của Blossom nữa, của Bioland. Nói chung là Thanh sử dụng rất nhiều hãng cho Joby. Thì dầu cá thì đối với em bé thì nó rất là phù hợp, là rất là cần thiết để mà phát triển về hệ trí não. Khi các bé nó càng nhỏ thì mình nên bổ sung cái lượng omega 3 vô cơ thể cho bé, tại vì không phải bé nào cũng thích ăn cá, và không phải là bé nào cũng ăn đủ lượng cá nữa. Với lại nhiều khi ba mẹ bận rộn quá lại không có thời gian để mà có thể mà dẻ cá cho bé ăn nữa, nên bé đa số các bé là bị thiếu hụt cái lượng omega 3 rất là nhiều luôn. Thì nếu mà không ăn cá được, không có bổ sung cái lượng omega 3 tự nhiên được, thì mình vẫn có thể bổ sung cho bé bằng những cái viên như là viên con cá, viên dầu cá, hoặc là những bé nào không thích gì những cái viên dầu cá đó thì mình có thể bổ sung cho bé bằng cách là cho bé ăn những cái viên kẹo dẻo omega 3 rất là tốt. Của Healthy Care cũng có, và của Nature Way cũng có kẹo dẻo omega 3, nên mọi người cứ yên tâm ha. Thì nói chung là rất nhiều đường để mà hỗ trợ bé hấp thu omega 3, thì vừa tốt cho mắt bé, hạn chế sau này mà khi bé đi học nè, mà mắt bé sẽ bị mà cận thị sớm, bị yếu sớm. Đặc biệt là thời buổi hiện nay thì các ba mẹ hay cho bé xem tivi, xem điện thoại nhiều thì nó không tốt cho mắt, nó hại mắt rất nhiều. Thì mình nên cho bé dùng dầu cá để mà cái bảo vệ mắt của bé mình tốt hơn, để mà sức khỏe mắt của bé mình tốt hơn. Chứ mà để cận là sau này rất là mệt mỏi, phải đeo kiếng nè, còn không đi mổ. Đi mổ thì cũng có khả năng bị tái lại, nếu mà mình phải làm việc liên tục với lại máy tính thì có khả năng mình sẽ còn bị tái lại nữa. Nên tốt nhất là từ ban đầu thì mình bổ sung cho bé, thì là từ người nhỏ cho tới người lớn. Những người mà tới thời gian mà dậy thì nè, rồi cần tăng chiều cao, khi mà những bạn mà nhắn tin cho Thanh để mà mua sản phẩm đó, có những bạn mà đang trong quá trình mà tham gia các khóa học để mà tăng chiều cao đó, thì các bạn có nói là bác sĩ cũng có hướng dẫn, có khuyên là nên sử dụng thực phẩm chức năng của Úc như là canxi và vitamin và dầu cá để cho mà hấp thu để mà hả tốt hơn. Tại vì dầu cá này nó còn cái là tốt, rất tốt cho hệ xương và khớp, các mô cơ mô sụn của cơ thể nữa. Thì khi mà cơ thể cần củng cố thêm một lượng canxi để vào xương, thì cũng sẽ cần một lượng mà hả củng cố để vào khớp, các khớp để mà hả cao lên. Thì cái nói chung là cái sản phẩm này từ người nhỏ cho tới người già
Dạ, các mẹ thường thì các mẹ mang thai cũng đã có bổ sung DHA, thì DHA là này, cái là hàm lượng, là cái thành phần chính của omega 3. Omega 3 sẽ chuyển hóa thành DHA và EPA. Thì khi các mẹ bầu thì đã hấp thụ DHA cho bé rồi, thì bé sinh ra, thật ra DHA cho bé sớm nhất là từ bé 4 tháng là đã có DHA, đó là DHA của HealthyCare, là đã cho bé 4 tháng rồi, là cái loại cho bé từ 4 tháng đã có rồi. Nên mình cứ là bổ sung những cái mà không nên bổ sung quá liều cho bé, giống như là mình không nên bổ sung như là canxi hoặc là lysine quá nhiều cho bé, thì cái đó mình không nên. Nhưng mà DHA mình có thể bổ sung cho bé nó không có gây hại cho sức khỏe. Mỗi ngày mình bổ sung cho bé cũng được, nhưng mà có hàm lượng ít. Thì những bé mà không có ăn cá đồ á, những bé mà kén ăn cá thì sẽ không có bị thiếu hàm lượng đó, dẫn phát triển trí não rất tốt. Và khi trưởng thành nè, rồi khi mà những bé mà nếu mà trong cái thời gian dậy thì á, bé có những bé sẽ thích ăn rất là nhiều và dễ mà kiểu mà tăng cân hơi nhiều đó mọi người, thì mình cũng nên sử dụng cái omega 3 cho bé. Tại vì omega 3 nó có công dụng nữa là hạn chế cái cholesterol xấu trong cơ thể, và cái công dụng nữa là nó giúp mà gọi là ta tự nhiên nói tới đây Thanh lại quên, giúp hạn chế cholesterol xấu và giúp mà gọi là cân bằng cái cân nặng ấy mọi người. Có nghĩa là hạn chế mà bé lên cân rất nhiều, thì mình rất cần thiết cho những người mà đang muốn giảm cân, những người mà muốn hạn chế cholesterol xấu trong cơ thể, những người muốn ổn định cân nặng đó, thì cũng nên sử dụng cái này. Về tim mạch nữa, những người bị tim mạch thì khi mà uống thuốc tim mạch giống như là uống vitamin E hoặc là uống CoQ10 thì cũng nên kết hợp chung với dầu cá, nó cũng sẽ rất là tốt luôn. Thì nếu mà một cái omega thì thường có omega 3, omega 6, omega 9. Thì omega 6 nếu mà nhiều quá thì sẽ không tốt, là mà nội tiết tố của mình nó sẽ bị thay đổi. Thì omega 3 khi mà bị nhiều quá cũng không có bị ảnh hưởng gì nhiều, nên mọi người yên tâm. Thì mỗi ngày mình sử dụng, nếu mà mình muốn sử dụng thời gian dài thì mình cứ mỗi ngày mình sử dụng một cái hàm lượng ít thôi, không cần nhiều cũng được. Như thế nó sẽ tốt cho cơ thể mình, vừa giúp mà hạn chế cholesterol xấu, giúp cho trái tim mình khỏe mạnh hơn, xương khớp khỏe mạnh hơn và mắt cũng khỏe mạnh hơn. Thì Thanh nói là nói cái công dụng chính của omega 3 thôi, còn đây Thanh chỉ giới thiệu sản phẩm này là omega 3 của Naturway thôi. Thì quên nhà, để hôm nào Thanh sẽ làm một cái clip mà omega 3 của các hãng, Thanh sẽ sắp một hãng đây, một dọc đây cho mọi người thấy. Loại của Blackmore thôi cũng đã có nhiều loại rồi, loại không mùi, loại có mùi, loại mini cap các kiểu. Thì loại có mùi á, thật ra thì cái viên đó mình hửi vào mình sẽ không thấy mùi đâu, nhưng mà khi mình uống xuống á, thì nhiều khi khi mình ở lên cái mùi nó rất là nặng. Là có những người họ kiểu mà họ bị trào ngược dịch vị dạ dày hay là như hay ở hay là như thế nào thôi, chứ thật ra khi Thanh uống cái viên Blackmore có mùi á, khi Thanh uống rồi Thanh uống nhiều nước chưa Thanh cũng chẳng có lên mùi nữa á. Rồi cái viên không mùi là cái viên khi mình uống vô rồi, vô trong bụng mình có ở lên nó cũng sẽ không, hoàn toàn không mùi. Thì Thanh đang cầm ở đây là viên odorless hoặc là no odor thì nó sẽ là không mùi. À, còn một viên nữa là mini cap nó sẽ là một cái viên nhỏ gấp đôi viên bình thường. Thì không có cái viên nào ở đây cho mình, cái viên bình thường thì nó sẽ to là 1 gram, còn viên mini cap á nó sẽ nhỏ phân nửa cái viên 1 gram, nhưng mà hàm lượng của nó vẫn là 1 gram. Nó kiểu mà nó cô đặc lại thì là mini cap sẽ dễ uống hơn. Những người mà cổ họng khi mà cho một viên thuốc hơi to vô chút xíu thì khó chịu á, thì mình có thể uống mini cap, hoặc là cho các bé nhỏ nhỏ không chưa phải là người lớn á, mà nếu ngại uống viên to thì mình cũng có thể uống mini cap. Đặc biệt là cái dầu cá của Naturway này rất là an toàn. Ở đây nhà sản xuất cũng có ghi là trẻ em từ 2 tuổi đã có thể sử dụng rồi, 2 tới 12 tuổi sử dụng 1 viên. Nhưng mà thường thì nếu mà Thanh cho bé, nhà Thanh sử dụng, mà nếu bé còn nhỏ thì Thanh hay cho sử dụng cái loại mà dầu cá riêng cho em bé, thì nó thích hợp hơn là cái dầu cá này. Cái dầu cá này thì Thanh thấy là nói chung là mình phải bé tầm 12 tuổi thì mình sử dụng ok, hoặc là
tùy theo các ba mẹ, nếu mà các ba mẹ thấy bé hoàn toàn bé kén ăn cá quá đó, thì các ba mẹ cũng có thể sử dụng cái sản phẩm này cho bé, tại một viên đó, là 1000 mg, còn những cái viên cho em bé thì tầm vài trăm mg thôi. Như bé của Thanh thì nó vẫn ăn cá được, nó rất thích ăn cá nữa nên Thanh vẫn bổ sung omega 3, nhưng mà Thanh bổ sung omega 3 cho bé hàm lượng nó chỉ có vài trăm thôi, 300 hoặc là 600 hoặc 500 như vậy thôi, chứ không cần nhiều. Còn nếu bé nào mà gọi là bé anti cá luôn á thì chúng ta có thể bổ sung cái viên này cho bé luôn, mỗi ngày một viên là nói chung là rất là đầy đủ cái omega 3 cho cơ thể bé rồi. Xong cái chương trình mà review sản phẩm, nói về công dụng sản phẩm, thì Thanh sẽ tới cái chương trình là nhắc nhở mọi người. Thì ở đây Thanh có để mấy cái lon này để mà nhắc nhở mọi người, là những cái lon này là mọi người nếu mà sử dụng thì nên trữ đi nha, tại vì chỉ còn khoảng một tuần nữa là để hàng về thôi. Giờ Thanh sẽ không có trữ rất nhiều đâu, tại vì sữa thì nó rất là to, mọi người xem đi, cái hũ vitamin đó, nó to rồi mà nó có bao nhiêu đây thôi, nên để 1-2 thùng á thì nó vẫn còn rộng lắm, mình có thể chồng chồng chất chất lên nhau. Nhưng mà sữa đó thì Thanh không có chồng được nhiều. Với lại nếu mà các mẹ sử dụng là những loại sữa khác của Úc, giống như là A2 hay là S26 hay là Blackmore đồ, Rashfit đồ, thì các mẹ phải dặn Thanh để mà Thanh sẽ đem về sớm. Tại vì bình thường thì Thanh không có trữ sữa sẵn, Thanh chỉ để vitamin sẵn thôi. Sữa thì Thanh sẽ để một số giống như là Ensure và Glucena cho người tiểu đường đó. Thì Ensure cho người bệnh, Glucena cho người tiểu đường. Hoặc là hai loại app, đó là Aptagrow và Aptamil Essensis, thì Thanh có những loại này thường là sẵn thôi. Còn những loại khác thì thường mọi người phải dặn thì Thanh mới đem về, với Thanh không trữ sẵn. Tại rất là nhiều loại sữa, mỗi bé lại sử dụng một loại sữa khác nhau, rồi một số khác nhau, nên ít khi Thanh để sẵn sữa. Thanh chỉ muốn là đem những cái sữa mới nhất, đáp mới nhất về cho mọi người thôi, chứ chẳng muốn là để trữ rồi có khi không có đát mới cho các bé nữa. Các mẹ mua lúc nào cũng muốn là có đát mới nhất, thì bởi vậy Thanh chỉ có sẵn những sản phẩm này. Và đặc biệt những này thì mọi người nên trữ sẵn nha, tại vì càng lên Tết thì dạo này đô cũng tăng hơi cao, thì mọi người trữ Tết là được rồi. Bây giờ còn 2 chủ nhật nữa là Tết rồi, thì mình bắt đầu mình trữ. Nếu mà muốn trữ qua Tết luôn thì ít nhất mình cũng phải trữ 1 thùng. Một thùng là kiểu mà Essensis này đi, là các bé uống ít. Nếu là như bé nhà Thanh thì nó uống số 3 đó thì nó uống ít, một tháng uống chung là 1 lon mấy 2 lon tối đa, không nhiều hơn được. Còn Captaro này á thì một tháng đúng có 1 lon, thì bây giờ nếu mà mình trữ Tết thì mình mua tối đa 2 lon là mình cũng uống tẹt ga qua tới Tết rồi, tại mỗi ngày chỉ uống được 1 ly thôi. Thì từ đây tới Tết còn 2 tuần thì nửa tháng là mình chỉ uống được có nửa lon thôi. Thật ra 1 lon từ đây tới Tết vẫn dư sức mọi người. Dư sức từ đây qua Tết thì mình vẫn dư sức. Nhưng mà nếu mà đang trong giữa Tết mà mọi người cần là Thanh ơi, ship nhanh cho chị, thì Thanh bó tay. Lúc đó nếu mà có ship á, thì Thanh gửi ship được cho mọi người. Nhưng mà nếu ở tỉnh thì chắc có thể là sẽ không được, tại vì những cái đơn vị vận chuyển á, họ sẽ nghỉ Tết. Họ sẽ nghỉ tới mà Thanh nhớ năm ngoái là hình như tới mùng 6 hay sao đó họ mới làm lại. Thì nếu mà những cái ship tỉnh thì sẽ không đi được, chỉ có mà ship gần gần như là ship ở Biên Hòa hoặc là Sài Gòn thì Thanh còn cố gắng cho ship đi được. Còn nếu ở xa thì sẽ không được. Và đặc biệt nữa, Glucena và Ensure thì là cho người già, người bị bệnh tiểu đường thì rất là cần. Trong dịp Tết đồ, nếu mà ăn uống không được, không ăn uống kém, thì mình có thể sử dụng cái này cho người già, người bệnh, người yếu. Đó, thì mọi người nên chuẩn bị trữ sữa đi, là vừa Tết sắp tới nơi rồi. Và đặc biệt nữa thì Thanh có thông báo với mọi người là nếu mà Tết này ai mà đặt những đơn hàng sau Tết âm lịch thì Thanh sẽ có gửi kèm một cái bao lì xì cho mọi người. Thì mọi người, cái bao lì xì lớn nhỏ thì nói chung là cũng không có lớn lắm, nhưng mà sẽ cũng có lớn nhỏ khác nhau tùy theo đơn hàng của mọi người. Thì mọi người tới Tết mọi người hãy mà ủng hộ Thanh để mà Thanh lì xì mọi người nha. Bye bye mọi người.